Tại lễ ra quân huấn luyện, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thay mặt cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, thời gian huấn luyện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024. Tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024 với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu gồm nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Ngay sau lễ phát động, 100% cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đăng ký quyết tâm thi đua sát với chức năng, chức trách nhiệm vụ của tập thể, cá nhân nhằm đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.